Hello, xin chào tất cả các bạn đã trở lại trong Phát Channel. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn kia chế một cái sạc bình từ biến áp cũ ở nhà nha các bạn. Đây đây một cục biến áp mình tháo nha các bạn, tháo máy. Giờ mình sẽ chế lại sạc bình 12V cho các bạn nha. Đây thì mình sử dụng cái mạch ngắt khi đầy bình luôn nha các bạn. Mình sẽ chế vô cái hộp của nguồn ATX. Giờ bắt đầu mình chế nha. Let's go. Mình đánh dấu này lát mình khoan bắt này cho cố định lên nha các bạn. Nó đỡ cái mạch lên nó không chạm gì đó nha các bạn. Mình sẽ lắp cái mạch cái này. Thì cái cổng này là cổng để ngắt nguồn vào biến áp các bạn. Khi đầy ngắt nguồn nhờ hai nhảy là ngắt nguồn điện 220 vô cái biến áp nè các bạn. Thì mình sẽ đấu dây vô cái cổng này nha các bạn. Mình đã câu xong cái thằng dây nguồn đầu vào các bạn. Giờ mình bắt đầu mình câu cái nguồn đầu ra. Mình dùng con diode cầu này các bạn, mình chỉnh lu ra.
thì đi hết cầu nó có hai dấu ngã là nguồn chỗ A, AC vào cho bạn, còn cộng trừ thì ra nguồn âm dương. Thì mình sẽ đấu xoay chiều vào cái tiếng F. Thì hai dây ra này mình gắn với quạt luôn nha các bạn. Thì cái hai cái biến trở này nữa bạn, nó sẽ chỉnh cái thời gian mà cái số vol mà thấp nhất để khi kích sạc vào số vol đầy để ngưng sạc nha các bạn.
Nè bạn, bạn thấy không, nó hiện đèn đỏ rồi các bạn. Khi nó sạc đầy nó ngắt đèn nha các bạn. Đây, chúc bạn làm thành công và tạm biệt tất cả các bạn.